Nằm ở trung tâm thị trấn Sa Pa, Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác mang đến cho du khách cảm giác an yên khi ghé thăm. Với cảnh quan hùng vĩ, khung cảnh nên thơ, ngôi tự viện duy nhất của thị xã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi tháng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển du lịch tâm linh ở vùng đất được thiên nhiên ưu đãi này. Nói chung là nó chưa có hoàn thành về mặt tổng thể, nhưng mà nó chỉ một phần nào đó có một cái nơi để cho mọi người hướng về tâm linh, nhất là dân địa phương được nương vào cái phần mà học hỏi giáo lý cũng như biết cách tu tập để bớt những cái lo toan phiền muộn, và cũng là nơi để cho các khách thập phương khi đến Sa Pa mà du lịch thì có nơi họ chiêm bái để mà hướng về tâm linh. Đôi khi họ có tư tưởng rằng đến một nơi cao xa và nơi đó là một cái nơi có một cái nơi thờ tự rất trang nghiêm, thì họ đến họ khấn nguyện, họ cầu nguyện, họ thấy rằng có một cái gì đó nó linh thiêng hơn. Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác còn có những khóa tu học nhằm giúp người dân và du khách được trải nghiệm nếp sống thiền môn, được học giáo lý và tu tập dưới thời tiết mát mẻ cùng khung cảnh hùng vĩ, được tìm hiểu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, đã giúp thiền viện thu hút hàng nghìn người dân, Phật tử đến trải nghiệm. Qua đó giúp Sa Pa có thêm một sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng đặc sắc để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Con thấy là trên đây có thể nhận được rất là nhiều lợi ích, được nghe các thầy giảng những câu chuyện mà có lẽ là con sẽ không bao giờ nghe được ở những nơi khác. Đối với việc lên trên đây thì con nghĩ đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt của con, vì lên đây con đã cảm thấy là thật sự đây là môi trường thích hợp dành cho mình. Chúng tôi đánh giá là đối với lại văn hóa có một cái vai trò rất quan trọng trong vấn đề phát triển du lịch. Trong thời gian qua và hiện nay thì Sa Pa đang tập trung vào cái việc là bảo tồn và gắn với cái việc đó là khai thác các cái sản phẩm du lịch. Thì hiện nay Sa Pa đang tập trung vào phát triển du lịch cộng đồng. Thì ở đó thì du khách có thể là trải nghiệm các cái văn hóa trên địa bàn. Việc xây dựng tự viện ở hòn ngọc thiên nhiên Sa Pa đã góp phần đưa Phật giáo đến gần hơn với bà con đồng bào các dân tộc và trở thành điểm tham quan của nhiều du khách trong ngoài nước. Điều này đã góp phần giúp du lịch Lào Cai có sự tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu đón 6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2023.